Hôm nay chị nhà chị bỏ làm không cho nhóm cho anh em nó ngắm. Cháu kia say rồi kìa. Đấy. Đấy, hôm nay còn ngon lắm. Đợt này mèo đây rồi. Tôi sang cho anh em cái này. Ăn đã ăn Tết thì mình phải giống người. Amen kìa, amen rồi. Có ông trọng tài đang làm đoạn clip tí bác bạn. Xin chào tất cả 50 anh em. Đầu tiên là tiến đàn xin gửi đến tất cả anh em được chúc sức khỏe, chúc sức khỏe và năm mới. Chúc tất cả 500 anh em cùng trên tinh thần này bước sang năm mới mạnh khỏe, ăn khang và thịnh vượng. Cảm ơn nhiều. Vũ amen cái đi cả. Đúng rồi, cảm ơn. Thì mẹ lá gan làm đau đáo nữa. Ôi ngược mẹ rồi. À từ nãy anh làm mấy đoạn rồi. À ông đoạn giờ đấy nữa rồi. Nãy giờ đi lâu giờ này lại. Chiều ơi. Có ai tỉnh táo dắt chiều về thôi. Đấy, say bà rồi. Chào anh em nhé.